chùm ngư cục mộc chia tới bần tay miền chùm ngư khá vì ai chia chẳng đe chỉ ta thầm á nhôm tự bẹt bẹt cái ổ xa mặt tập hiếp cái ổ dự tiệm vinh bởi mình ngày nâng xa ai quật thua tầm nào ai mọt đo lập tiệm nôm khá nha thua vì thi sốt môn xong cái tiên chôn quật quật ruốc bán pram chân nàm tiệt hay nì nhôm lộp mà ông nâng pinh nế xa lọc bầm pel dô bầm pel ngay ở đăng khá luôn nế là hốt đo lập bẹt ổ tầm rẽ ổ dự tiệm vinh tới mà nụ nâng mình ruốc thế mình ai nâng bán thế do mà đó nom khnhi thui bị thi tam bài bồ rán sốt môn sốt đa xong cái tiếng sập từ ruộng ban phèm vào môi nam đại do mới cái này chìm người khla về chẳng về a chi chẳng đấy đôi bồ đề sát cao chiết môi chiết tập bò bên nó anh tập bò nung chư nung chư chư pet mơn o mình là cô mơn mình chia so có sập tai ao pet bảy trăm sáu đại nung viang mồm mơn bẹt nụ mà mơ còn nơi tầm mơ mình chia tiết bán tập bọc prap tư bà bồ đi sát à prap tư bà chia thả bà ông khu nhóm bà ông chư nế chia ba là mấy con mình chia đẹp bì bồ chất khu nhóm bà ông nâng vi ọt ngọp nức con xa bếch màu bay con xa bì bồ tập bọc nâng đạch xa lạnh bếch do tập bọc tình nơi chăm và xa nơi các bài vén chào con xa lô con xa hồi chú rao đó là màu chào con xa cơ bông tập bằng riêng nức con xa bếch à rộng vi ọt ngọp bì chư tôi là hô đã thân à mấy con ọt chia đầu chân này khi nhóm bọn chư nâng đau xa nâng con xa thế ao dạ thâm á nâng tà lọc tà chụp con xa vinh chi ai và đi chia lưng chẳng chặt bệt ở lớn này anh xanh cho tà chụp con xa mẹn mới chia mẹn này ọt có ai xanh tà chụp con xa mọc khá lạc chú bạch đầy khá lạc chú bạch chương khá lạc chú bạch khá nông xua sọc tốc lục rung chen lục rung cho hoa lục rung phì xa chăn phì xì chè môi chia mẹn tà à rộm xa rõ xa chia mẹn tà bạn thay chung ngư khá lạc bẹp bọn nâng phá chất phá lạc rõm đôi chá chá chăng bởi thà con cháu chú luộc nê ta đám kê khơi ta quát prong rô rương chư tích ta đám kê khá nê hói mình dũ chư mẹn tên nâng rõm nâng chẳng hai bạn chân lược lãng phí tì băng rà bọn mà nụ nâng chung ngư biết biết biên đại vi kát miên lãng phí xa mai bẹp có bạn phí chế bá đôi bật thò đôi chân nê dương vây chá chá hói kháu bí thân nam ក្រៅ ពី ចំណី អាហារ ក្រៅ ពី ថ្នាំ ពេទ្យ និង គ្រឿង អនាម័យ មាន តែ យើង ខិត ខំ ចម្រើន ធម៌ រៀង ខ្លួន ណា យោម ព្រោះ ធម៌ នេះ អាច ទប់ ទល់ ជាមួយ នឹង ជំងឺ បាន ដែរ ព្រោះ សរីរៈ យើង វា មាំ ទាំ ឡើង វិញ ទៅ ជំងឺ វា អត់ ហ៊ាន ឆ្លង ឬ ក៏ សរីរៈ យើង វា ខ្លាំង ជាង ជំងឺ ជំងឺ វា អត់ ហ៊ាន រាតត្បាត នឹង មួយ ហើយ មួយ ទៀត បើ សិន ជា យើង ស្លាប់ ជា យើង អត់ មាន ការ បារម្ភ ទេ ពី ព្រោះ យើង បាន ពិចារណា ធម៌ យើង ត្រេក អរ ក្នុង ធម៌ យើង ស្លាប់ ជា យើង បាន ធ្វើ បុណ្យ ទុក ហើយ យើង អត់ ភ័យ hai cái bị sập tới có dương ai bàn cát mà đong tiệt cầm mầm cầm lọ mà đong tiệt đai nè nhóm rồi còn nhạc là nâng ai bàn từ than tê và đa bàn từ than su chân tư rồi còn một cát chim mình rụp riêng cây là o là á làng vinh bàn riêng bàn sâu làng vinh rụp là o làng vinh đầu chân này đam bay tụt tụt không vây chà ra bò dương cầu từ bịt nam pet cầu từ bịa nam mai nâng chấm này hả miền tây nhôm nhiệt không chấm rèn thoa thưa thoa ắt ai tiệp nghe dục lang nam sắc ca sam thị phê vấn đề chẳng tới dụ dụ dương ắt thấy anh ngày nào ngày nông ta mình chẳng nó đôi chân này dương tây o nâng không thoa rầm lực bị ca thưa bon đam bay khôn dương hỏi co sông rầm lực âm pi cắt từ nhu mình tách con cháu na đăng con miệt đa bay đa đôi chị nhôm như từng pì nè để con lọ na thuộc bon chun tam sầm na sầm nôm pon trắng che tay chui và bốc chui mà đai con nâng ái con ông thoa lục hai thằng con mình chỉ giọt nâng cứ con mình nghe sập tài hào từ từ cả lại na tê và đá tam thai à xá tam sầm lan châu chết cướp cả lại đừng o pro bà lấy lục pol tha vô mía tarang pe tarang viêm mà chào theo miền là bao sự tệ tì viêm pe năng thì kẹt chân tệ mía ta pe tệ parang narang nè na miền thọ cắt từ nhu chấm phục mà đai song côn cọt bàn bậc cao cọt bàn chỉnh châm dương là hột bẩn này dương miền đai miền trương miền sạch miền chiêm miền chăng nắng đau xa nà ná đau xa chăng cọt sạch cọt chiêm cọt chạy ở dương đôi chân này hỏi bà con nàn nực hơn côn thuộc bon tọp song song côn cọt bẩn này chứ một thà chỉ côn miền thọ cắt từ nhú cứ côn mình chỉ giọt côn ní từ ti cả lại na bờ miền mật phe của mật là o miền cây sờ lành miền cây trầu chật miền cây ản nật miền cây ản sâu cây lơ cây tầm can cây tầm lang vô cây tầm lang sạ ọt nghề miền ôp sạ kro thân nặng sập tài hào tê này hỏi côn là o tê và đá nâng tam thay ra xa nơi con ông mẹ anh côn là sâu lục tháp phlâu chìm ra ơn miền xàm sập bầm bầy phlâu cư miền côn xàm sập bầm bầy bạc ca
นานาทัวตำนาโจลเตกาดเมียงกลฮะนานาปะเดบัดตามกาดเมียงกลขนองนุลกธาเมียตาไปต่อปัดทานนางเอตามเมียงแกะละมดตะมังนานาตมนกบำรองเมียดาใบดานานงไอชิบุทำเมียงกลดอดดำเมียนในทากรมครัวซานาตมนกบำรองพยองพระดามดอลปกมาได้กรมครัวซานงไอยรมแมงเมียนสเปะมึงกลอดบะใบอดตัวแตงไฟกับนัดรัวนักเด็กซอกซนเด็กเพียบดาวซาทัวอ้อยเปรียขนมเตียนั่งแต่เจี๊ยดแต่จมจัดไอ้เบื่อทัวอ้อยเปรียนั่งกระดายกระหายนั่งยืนกระดายกระหายได้เฮ้ยบานจะขนมเรื่องกับบัลมหาพรหมนะโยมกับบัลมหาพรหมดอกปัสนาจันทอมมาบาลเราก็มากัดกระบาลครูนไอ้หายโกนตั้งผมเปิลมาตะตูลกระบาลนกเกตาบอกขนมสมดริงสมดด่าตะเลือกกะเรียงเพลียงด่ามาเลือดได้แช่ตึกแช่ได้ตัวละโกนตั้งผมเปิลนั่งตั้งหายโยตั้งด่าตั้งกอนนั่งมันดบพนมไก่ละไอ้ด่าเวียนขณีมเอากรุบโบเชียตั้งหายมาชนะมาดองให้อ่านนั่งเมียนในธรรมะกบาลมหาพรหมคือหมายเอายังนั่งไอ้ปีพรหมไม่น่าสลับตั้งเนื้อสอลกบาลพรหมไม่น่าเมียนช่างเมียนกบาลเนื้อสอลอดเมียนเตะให้พรหมไม่น่าเมียนปะปนเมียนโกนนั่นละผมเปิลแล้วบอกอดเมียนเตะโกนตั้งผมเปิลนั่งคือทั้งไงตั้งผมเปิลบ่สันจีโกนโกนนั่งเละบองไม่เอาจ้าวเวกระดายกะหาเชตักเชตได้จงเฮยบ้านเกอเอาโกนนั่งไทยอาซาไม่เอาเกดาเวนคเนียดโดยิงหาแต่เทวดาโจมาไทยอาซานั่งไอ้คือเทวดามาตั้งหายกบาลปกคือกบาลมหาพรหมนั่งมาชนะมาดองมาชนะมาดองนี่เฮยไม่เอานี่จีพรหมในเลือบเสียได้โกนก็มอยพลิกแต่พลิกตื้ออันนั่งครัวซายิงก็มันละปันระเบิดเพื่อไอ้เปรียนี่แต่เจาะแต่จมยิงก็แต่เจาะแต่จมขนองปราพระเวสโสลกโปลถาโกนปรสไรนาเมียนตรอบทนเทียนหายคลวนมันบานจินจำเรศาเมียดาใบดาได้จ่าเจริหายนุตเตชียนอมอวินีเมียนในธาเบอร์สันจิโกนจางนาเลบองไมเอจ่าเจ้าครัวซานังนังร้องในสกดายวินีวินีนังอเมคลาออตรอบออสมบัติออเกชมัวออกติยุออมัดแพะกิมือเงยทะเลคลุนชื่อทะเลคลุนไอเก่าโกนทุกบาปต่างอ้อนนั่งสัตว์วินีวินีได้ซาไอดามไฮตะบงกีตะเลบองไม่เออจอมันเกิดมันกู้ครัวซานังรองตกวินีหายบ้านเจนในขนมเตะขนมจิมเนือศาสนาโลกหาธาจิมเนียงเตะอันนั้นคือกันทบปฏิปดากันทบปฏิปดานังไทยระซาโกนจางนาดังคนไม่เออบกโกนจางนามันดังคนไม่เออกันทบปฏิปดามันไทยระซาที่จิมเนียงเตะมันไทยระซาเต้นังรองตกรองโตวินีอันเลื้อยเยอะกับบานบุ๋มเป่งกับตับปากไก่ตัวเนตีจิโกนละอ้อคือโกนมันจะย้อนอายุไหลสำดาวตะเลือโกนนามเมียนทอปมวยยางตีมวยโกนนาจิมจำไม่เออดอยกรุบตีปีโกนนาสดาปีเปลี่ยนปะดาไม่เออดอยกรุบตีใบโกนนาพี่บาลจงือไม่เออดอยกรุบตีบุญโกนนาโจรวมบอลซอกไม่เออเปลกอดสลับตีปรามโกนนาเรียบจอมตกดะอเทเทศอเทกุลสะสอบประบอกอดตามซอมกู้ดอลปะไปนี้ตีประมวยโกนนาเนื้อแต่นักระลึกทวยบอลตึกจูนกอดโยโยโกนเมียนแหละกันนะทอประมวยยางในไอ้แกหักตะโกนมันจะยศโกนแบบนั้นเตือนนะก็เทวดาตามตะลันไทยอาซาเบอร์ตะโรตะตัวเตียนเมียนบานเชียงเกนะโยมนะสักสบายระหดโดยตัวองค์ปปุริสัตจังกาจีนาตะโรตะตัวเตียนตามพลอยตะพลอยโกกินเล็กตุกเล็กสเปอร์สลับอ้อไม่ก็ปปุริสัตมันเงยสลับได้มาโดนเตะโดยโชคใจเกครัวธนาสลับอ่ะไม่ก็ปองมันเงยสลับปีพรุ่งไอ้ปีพรุ่งปองเมียนทอกัดติยูนั่งไงเตือนนะเทวดาตามไทยอาสามันเงยสลับเตะหัดนี่ไงนะโกนใจก็เมียนสตีเจริญทลาปุ่มปิงตามตักจัดลูกอปกเนี่ยมาได้ได้จองบานทุบบอลส่งกตีนอะไรโกนใจกี่บานปุ่มปิงเอาชมวัฒน์จิโกนละอประกอบได้ก็ลองทอไอเยตายืงสหกุมคณีสมาคุมคณีมาโจรวมทุบบอลจมวยคณีบานสตับทอมาเตสนาขนมตีนี่อัฐมาเพียบก็เมียนเรื่องราวจองในเตียนปรับโยมทาตีปังสำหรับมนุกราวแต่ปิบอลกราวแต่ปิสัลนี่ตรอบสมบัติเปลี่ยนเดินสลับเตยโยเตยมันบานเตบานจีบีเมียนในเตียนมวยปีสมัยปฐกาลในเยปีกรมครัวซามวยนู้มาปูดนั่งมันได้เจ็ดทเวบอลได้ฮาวก็มันชื่อสั่งมันชื่อเตียนได้เปย์นั่งเมียนโกนมันเนี้ยสลับเมาปิทานสู้จ่อปิเตวดาเมาหมอกกาดชีมันนู้ขนมกรมครัวซานึงฮาวก็ดังคลุ้นดังชีดท่าอันเติบหนึ่งเมาปิทานสู่ให้อันก็ทะเลาะเตือนรู้ได้สาทเวมเปิดบาปอันเลยมาการขนมกรมครัวซานี่มันได้เทเวมเปิดบาปที่เก็บประรบมุกละบอสำหรับสัตว์มาชีวิตสำหรับสัตว์ตั้งปีในสำหรับการตัวละจ้าอัดชุบไปโกนนั่งนักเคยท่า
បើធ្វើអញ្ចឹងមុខតែនឹងបាបហើយអញបើសិនជាពាក់កដាលជីវិតដោយឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ធ្វើបាបពីក្មេងមែនដល់តែចាស់រស់សល់រស់ទៀតអត់អីទេហើយឪពុកម្ដាយអញធ្វើបាបមួយជីវិតរហូតចាស់អញ្ចឹងមុខតែនឹងទៅនរកវិញហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅលួចប្រឡែងសត្វគេដែលគេបំរុងនឹងសម្លាប់នឹងចេះទៅលួចប្រឡែងរបស់គេគេលែងឲ្យទៅជាមួយគេទុកឲ្យនៅផ្ទះនៅផ្ទះចេះទៅយកអាអួនទៅយកអាសំណាញ់អាអន្ទាក់គេដុតចោលរហូតដល់ម៉ែឪនឹងកាត់កាលកូននឹងចោលថាកូនឯងពូជនេះគេមិនជឿរឿងបុណ្យបាបអីទេគេមិនឲ្យមានសិលមានទានអីទេហើយបើកូនឯងនៅតែចង់ខ្លាចបាបចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើសាលធ្វើទានអីកុំនៅជាមួយពូជនឹងដេញចេញចុះពីផ្ទះកាត់កាលកូននឹងមួយចោលកូននឹងដើរម្នាក់ឯងទៅស្រាប់តែឃើញលោកបណ្ឌបាទឃើញព្រះអានន្ទដើរតាមក្រោយព្រះអានន្ទទៅព្រះអានន្ទបានចង្ហាន់ឈប់ឆាន់ទៅក្មេងនឹងមកអង្គុយពីក្រោយខ្នងព្រះអានន្ទអានន្ទក៏សួរថាអានាងទៅណាចេះតែដើរតាមអាត្មាក្មេងនឹងថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាមម៉ែឪកាត់កាលចោលជាមនុស្សគ្មានម៉ែគ្មានឪហើយឃើញលោកម្ចាស់អ្នកបួសនឹងអត់ម៉ែឪដូចតែគ្នានឹងក៏ដើរតាមទៅព្រះអានន្ទក៏ឲ្យបាយហូបរួចហើយទៅក៏យកទៅវត្តទៅដល់ពំបួសកូននឹងឲ្យបានជាសាមណេរក្មេងនឹងខំរៀនធម៌ណាញោមខំរៀនធម៌រៀនអារហូតដល់ល្វីគ្រប់ភិក្ខុក៏ញាត់ភិក្ខុទៅទៅនៅលើភ្នំសានវាសីជាមួយភិក្ខុ12អង្គនៅលើភ្នំនឹងអស់កាលយូរសម័យថ្ងៃមួយចុះពីភ្នំនឹងមកទៅបិណ្ឌបាតតាមភូមិស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកនៅជើងភ្នំថាលោកម្ចាស់ឈប់សិនលោកម្ចាស់ឯនេះងាករមើលជាមួយមិនឃើញសំឡេងណាគេហៅបានប្រែតណោះនឹកថាអអញមើលលោកឃើញលោកមើលអញអត់ឃើញបើអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់សិននិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ភ្លាមឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងទៅវានឹងដីស្រែកថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណានឹងជាបងលោកម្ចាស់ណាអង្ការយើងកើតនៅក្នុងតកូលនេសាទជាមួយគ្នាលោកម្ចាស់ឥឡូវនឹងបងប្អូនយើងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតអស់ហើយទាំងឪពុកទាំងម្ដាយយើងអត់ចំណីអាហារសូមលោកម្ចាស់ជួយផងបានលោកភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺថាអមកសបុកស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតទាំងអស់គ្នាបើកុំតែបានអាត្មាអញមួយមកបួសមិនដឹងបានពីណាជួយពីណាទេបើអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងបងរកកន្លែងសម្រាកសិនចុះចាំអាត្មាជួយលោកក៏ទៅបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់មកធ្វើជាសង្ឃទានដូចញោមអញ្ចឹងអត់ទឹះឲ្យបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងទាំងអស់ប្រែតទាំងនោះមកទទួលកសលផលបុណ្យបានហើយបានជាចំណីអាហារទឹកហើយស្រាប់តែប្រែតឪពុកប្រែតម្ដាយនឹងមកបង្ហាញខ្លួនថាលោកម្ចាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណីអាហារហើយប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេសូមលោកម្ចាស់ជួយផងពួកយើងយកសក់មកគ្របខ្លួនទេបានលោកនឹងឯងរស់ស្បង់ស្បៃត្រៃជាពោដើររើសកណាត់ឯនេះឯនោះយកមកបោកគក់ជាលក់ដានដេធ្វើសាដកប្រគិនវិខុសង្ឃទាំង12អង្គគង់នៅលើភ្នំនឹងអត់ទឹះទៅបានកើតជាសម្លៀកបំពាក់ទឹកដល់ញាតិកាដល់មាតាបិតាពួកប្រែតទាំងនោះមកសុំទៀតសុំសេនាសនៈបច្ច័យអត់មានកន្លែងដេកទេដេកនៅលើកំណោឆ្អឹងខ្មោចបានលោកធ្វើកត់កសាងខ្ទមកសាងតូបប្រគិនវិខុសង្ឃអត់ទឹះឲ្យបានជាសេនាសនៈទឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយនឹងទៀតមកសុំទៀតថាលោកម្ចាស់ពួកយើងស្រេចទឹកខ្លាំងណាស់ពេលទៅផឹកទឹករីងទឹកអស់អត់ដែលឃើញមានបង់ទេជួយផងបានលោកដងទឹកដាក់ធំមកក្រក់ប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃអត់ទឹះឲ្យបានកើតជាស្រះទឹកទឹកដល់ឪពុកម្ដាយដល់បងលើកក្រោយនេះមកសុំថាលោកម្ចាស់ហើយពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានដើរស្រួលទេទៅណាមកណាទៅវៀងដីសុំលោកម្ចាស់ជួយផងបានលោករៀបចំយកឆាប់យកស្បែកជើងយកមកប្រគិនប្រសង់ដើម្បីឲ្យកើតជាយានទឹកដល់ឪពុកម្ដាយឥឡូវនេះស្រាប់តែឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងនឹងរួចពីកំណើតប្រែតបានជារបស់ទឹកហោះហើរដោយទេវតាអញ្ចឹងសោយសម្បត្តិសុខទៅដោយសារកូននឹងជួយញោមមើលកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារបានអ្នកបួសមួយម្នាក់មកជួយណាបើកុំអញ្ចឹងមកសបុកមិនដឹងពីណាជួយពីណាទេយ៉ាងណាមិញគិតមកយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអពុកម្ដាយជីដូនជីតាយើងក៏មិនដឹងទៅកើតឯណាដែរបើដូច្នេះការធ្វើបុណ្យសន្សំបុណ្យរបស់យើងនឹងជាការឧទ្ទិសដល់អពុកម្ដាយដូនតារៀងរៀងខ្លួនផងដែរណាញោមណាបើគាត់ពុំតាន់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតាទេសូមទទួលបុណ្យកុសលនេះសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាចុះហើយបើសិនជាគាត់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតាហើយរឹងរឹតតែចម្រើនជាភ័យយោភិបបុណ្យកុសលរមែងកើតកានចម្រើនដល់ញោមទាំងអស់គ្នាព្រះមោគលានទៅជួបទេវធីតានៅឯឋានសួគ៌ឯណោះមានគ្នា25នាក់ឃើញទេវធីតា25នាក់ទៅឯណាឲ្យទៅសងទៅណាឲ្យទៅសងអញ្ចឹងលោកសួរលោកថាណែមនាលទេវធីតាមានគ្នា25រូប
ហើយនាងកាលនៅជាមនុស្សនាងធ្វើបុណ្យអីបានមកកើតជាទេវធីតាស្រស់ទាំងអស់គ្នាហើយសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងបានទេវធីតាទាំង25រូបនោះឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានឹងកាលនៅជាមនុស្សសុទ្ធតែអ្នកក្រទេប៉ុន្តែពួកយើងជួយគ្នាណាស់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីតែងតែប្រាប់គ្នាតែងតែហៅគ្នាប្រមូលគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នានឹងលោកម្ចាស់ថ្ងៃមួយសង្ឃទានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃហើយនេះម្នាក់នេះចេញនៅលក់មកក្តាប់ហើយយាយនេះចេញតលងមួយហើយយាយនេះចេញបាយម្ដុំហើយនេះចេញនំមួយនេះផ្លិតកន្ទុយកងោកមួយនេះផ្លិតស្លឹកថ្នោតមួយរាប់ទាំងអស់ទាំង25នាក់នឹងថាពួកយើងធ្វើបុណ្យតែងតែស្រាក់គ្នារួមគ្នាតែអញ្ចឹងរហូតលោកម្ចាស់បានជាពួកយើងមកកើតជាទេវធីតានឹងមកកើតទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាទៅនរកប្រែទេអត់មាននរណាជើងបុណ្យកន្ទុយមួយទេហើយបើពួកយើងចុះទៅមនុស្សវិញក៏ចុះទៅស្រងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរអត់មាននរណាទៅនរកប្រែទេលោកម្ចាស់នេះហើយការធ្វើបុណ្យរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានបុណ្យអញ្ចឹងបានព្រះមហាមោគលានត្រេកអររីករាយណាស់ញោមមើលឃើញដែរការធ្វើបុណ្យរួបរวมគ្នាជួយគ្នាអញ្ចឹងណាបើយើងកើតមកជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងពីជាតិមុនមកណាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាហើយបានមាននិស័យជាតិនឹងមកជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហាអានឹងយើងពីជាតិមុនមកធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរឥឡូវមកជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើជាមួយគ្នាតទៀតហាអនាគតទៅបើឡើងទៅលើជួបវិសាខាជួបអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិគេនៅនោះអត់តន់គ្រប់មួយខែទេឡើងទៅលើជួបគ្នាជួបវិសាខាជួបអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិហើយនិយាយអូជំរាបសួរលោកយាយវិសាខាខ្ញុំលើទៅលោកទេសនានិយាយដើមលោកយាយរាល់ថ្ងៃហើយលោកយាយកើតតន់ព្រះតើព្រះសម្ដែងធម៌យ៉ាងម៉េចខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំផងទៅចងមិត្តភាពជាមួយវិសាខាជាមួយអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនៅឯនោះទៀតហើយបើសិនជាចុះមកជាមនុស្សទៀតក៏បកើតមកជាមនុស្សល្អមានសតិមានបញ្ញាហើយម្យ៉ាងព្រះសិអាមេត្រីក៏នៅឯនោះដែរគ្មានតន់ចុះមកចាប់បដិសន្ធិឯណាយនៃសាងបារមីឯណាគ្មានទេលោកនៅសង្ឃមិនឋានសួគ៌ឯនោះទេបើញោមឡើងទៅនឹងជួបព្រះសិអាមេត្រីហើយបើសិនជាចង់ចុះមកជាមួយលោកចាំលោកចុះមកត្រាស់ចុះមកជាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារយើងមានបុណ្យកុសលពីមុនមកហើយបានមាននិស័យជួបគ្នាធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមញាតមានបុណ្យកុសលនឹងថែអាសាអាយុវែងសុខភាពល្អតទៅមុខទៀតណាដូនតាមកកងដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយសូមទទួលលទ្ធអំណោយផលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាទេវតាទាំងឡាយសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយជួយថែអាសាញោមញាតទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យផុតពីជំងឺផុតពីរោគគេអាពាធផុតពីឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ឲ្យអាយុវែងសុខភាពល្អរត់ទូទានមានបានកើតកាលវិកុមតតិជុំប្រាថ្នាអ្វីណាមួយឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង